Sư Nẫu xin chào quý vị và các bạn. Sư Nẫu muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một cái chỗ mà mới nhất ở thôn quê, đó là xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Chỗ đây thì hồi giờ chưa có xuất hiện những cái chỗ mà vui chơi như thế này, nhưng mà chỗ này thì đã được hình thành mới đây chỉ có được 1-2 tháng thôi. Chưa tới là 1-2 tháng đâu, chỉ trong vòng 1 tháng thôi quý vị và các bạn. Thì cái chỗ đây là ở xã Xuân Hải, là cái xã, một cái xã gọi là xã đảo biển đó quý vị và các bạn. Nhưng mà bây giờ là quý vị và các bạn đang nhìn thấy thì những cái ngọn đèn là đang xuất hiện cái chỗ đây, thì nơi tập trung rất nhiều những bạn trẻ đến đây để mà vui chơi vào mùa hè, nhất là vào mùa hè trời nóng như thế này thì quý vị và các bạn ở ngoài trời thì rất là tuyệt vời đó. Thì cái khu này nó nằm sát với con đường quốc lộ 1D đó quý vị và các bạn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào tham quan cái khu mới này, là mọi tuổi trẻ đến đây rất là đông luôn. Phía bên này là quốc lộ 1D đó quý vị và các bạn. Đây quý vị các bạn nhìn thấy xe lớn chạy này đó chưa? Thì đây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào bên trong cái khu vực mà vui chơi. Quý vị và các bạn biết sao là cái chỗ này tập trung đâu không? Từ vì ở phía dưới là biển cho nên là chỗ này thời tiết rất là mát mẻ. Đây, quý vị vào xem. Đó. Và mùa này thì ngồi ở đây nhâm nhi một vài ly thì rất là tuyệt vời luôn. Quay đây nè, quay đây đẹp trai nha. Ai đẹp trai đâu? Đẹp trai quay. Đó. Không những mà cái nơi mà mát mẻ, quán tập trung những người bạn trẻ đến đây chơi, còn có những bạn gái đẹp để phục vụ quán nữa thì không có còn gì là tuyệt vời hơn nữa. Đẹp gái không? Đi đây đây đây, quay chú mắt đi. Ở đâu? Đẹp đâu? Đây người đẹp đó, người đẹp về quay mặt cho người ta xem rồi người ta biết được rồi, người ta tới đây buôn bán đất nữa đúng không? Quan trọng là gái xinh này đó, buôn bán gái xinh này được để người ta biết, người ta tới người ta buôn bán đất nữa, hốt bạc. Đây là quảng cáo trên đài truyền hình mà còn gì nữa. Dẫn cho Sư Nẫu á, lên YouTube á, biết chưa? Sư Nẫu đây này, của đây này, Sư Nẫu á.
Vô luôn, vô luôn, vô luôn, chào đi. 1, 2, 3, vô, vô luôn đi. Vô luôn. Ê, cha thấy không, cha thấy không? Cha thấy không là, cha thấy không? Đó, cha thấy không? Cứ ý chào khán giả đi. Cảm ơn người nha. Là xem tình cảm cho mọi người. Mà làm anh nhớ nha. Quá trời ông, cái khu đêm mới xuất hiện lên quá hay luôn. Hơn Hắc Lan luôn hả? Hơn Hắc Lan á. Ồ, hơn Hắc Lan luôn. Đây là chơi còn ngon hơn Hắc Lan nữa hả? Vui. Ai mất đâu? Ê, thiếu ánh sáng hồ này, đây thiếu ánh sáng hả? Ồ, dưới ấy đẹp mà. Ở đây nó đi ngõ nào xuống đây?